Điện mặt trời Shop Sola, xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. À hôm nay bên em về được có 45 tấm pin. Pin này là pin xuất khẩu châu Âu. Và nó dư 45 tấm. Đấy, công ty gọi và em nhặt luôn. Đấy, thì đối với cái tấm pin này thì chưa đăng lên YouTube đâu, mới đăng lên Zalo thì các bác đã nhặt là hơn 20 tấm rồi, 21 22 tấm rồi. Còn một nửa nữa Bác nào nhanh tay thì các bác chốt nha, pin rất là đẹp, xeo pin đẹp từng cm luôn Pin này là pin H-Xeo, hai mặt kính và có công suất là 450W Pin này là của V-Sun anh em ạ, đấy Pin này của V-Sun Thế anh em có thể nhìn này, rất là chất luôn Ở Với những anh em nào mà đang có ý định đầu tư năng lượng mặt trời nha thì cũng nói trước là đầu tư năng lượng mặt trời các bác sẽ rất là tốn kém. Đấy, nhưng sau thì các bác nó cũng rất là hiệu quả. Đây đang tiến hành lại đóng tiếp hàng cho các bác đây. Anh em nhìn này. Đây là đóng hai uh, tấm pin. Hai tấm pin mà nặng hơn 60 cân, nó rơi vào khoảng độ 30 kg một tấm anh em nhé Pin nó nặng cực kỳ là chất lượng. Đấy, hai tấm là hơn 60 cân cả bao bì hơn 60 cân đây anh em nhìn mặt sau đây. pin nó nha pin nó là pin uh, pin này là pin hai mặt kính bây giờ pin hai mặt kính hiếm phết các bạn các bác lấy được cái tấm pin hai mặt kính thì uh, uh, để theo cái thời gian 5 tháng thì nó cũng rất là tốt đấy bởi vì mặt trên mặt dưới của nó đều bằng kính mà đây quay cho các bác xem đấy Kể cả ở dưới nha, seo rất đẹp. Bác nào chạm vào pin các bác thấy mê ly luôn. À, với cái tấm pin 450W như thế này thì anh em có thể sử dụng các hệ lớn. Ví dụ như là 2kW, 3kW, 5kW, 6kW, 5,5kg, 3,5kg, 3,2kg. Thì anh em cần những cái biến tần nào sử dụng với mục đích của gia đình như thế nào cho nó phù hợp thì uh, em đã để cái số điện thoại trên màn hình này, các bác liên hệ zalo nhé, đấy bởi vì là nhiều khi gọi, nhiều khi gọi là em cũng nhiều việc, không thể uh, nghe hết được, các bác phải nhắn tin, đấy nói trước với các bác như vậy và cũng uh, nói với các bác là các bác đặt hàng thì các bác phải uh, đặt cọc tiền, đấy phải đặt cọc tiền. Còn không đặt cọc tiền là quan quan điểm của em là pin mặt trời nhá Không đặt cọc tiền là em không gửi đâu. Bởi vì cái tấm pin anh bảo, các bác bảo là nó nặng tầm 30 cân một tấm. Mà bây giờ các bác không đặt cọc tiền thì em cũng chịu. Em không gửi. Đấy. Hàng đi nửa đường các bác không thèm nghe máy luôn. Rồi, có khi lại bảo. Ờ, chưa xin ý kiến vợ. Đấy, cho nên là chưa dám lấy. Thế là thôi thằng em mấy trăm nghìn tiền phí vận chuyển thì ai ai chịu cho em trong khi đó em chưa nói đến là góc độ hỏng hàng nhé chưa nói đến góc độ hỏng hàng khi hoàn về anh em ạ Đấy. còn quan điểm là các bác cứ đặt cọc tiền nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán nốt pin nẻ pin vỡ đổi tấm khác Đấy. rất rõ ràng đây đang vẫn đóng hàng cho khách này em đã để cái số điện thoại trên màn hình nhé các bác mà mua hàng thì liên hệ với em à, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau